Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng quà và hỗ trợ các tổ COVID cộng đồng, hỗ trợ gạo đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Cùng đi với đoàn có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã trao 17,4 tấn gạo hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và 445 triệu đồng hỗ trợ các tổ COVID cộng đồng. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng quà gia đình người có công, cán bộ đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đồng chí Trần Quốc Văn gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên những người có công, các đồng chí lão thành cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu phát huy truyền thống của gia đình, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mạnh dạn phát triển kinh tế, các tổ COVID cộng đồng khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ phòng chống COVID-19, bảo vệ an toàn cho chính bản thân và cộng đồng.